Rồi, mình học về Operation Matteron. Ron là những cái vai trò ta là chủ không bạn? Tức là trong môi trường AD thì những cái server nào nó đóng vai trò là điều hành đúng không? Vậy giờ trong môi trường AD của mình thì có rất là nhiều cái máy chủ cũng đó phải không? Vậy những thằng nào đóng vai trò như thế nào? Đó, mình sẽ tìm hiểu cái vai trò của nó. Forest là gì? Rồi, đó là cái rừng domain, nhưng mà định nghĩa nó là gì? Nó là một tập hợp nhiều domain mà có mối quan hệ tin cậy nhau không? Cái con đầu tiên được xây dựng trong cái domain mình chính là cái con forest root phân bạc, hay nó còn gọi có một cái tên khác là root of tree. Ví dụ đây là một cái cây thì cái con này là cái con root of forest hoặc là root of tree, nói chung nó có nhiều cái tên lắm. Tree là cái gì? Tree, đây là cái tree phân bạc. Tree là cây domain. Vậy cây domain là cái gì? Nó là những domain con phải không? Ví dụ như là cái domain này là con domain này là con domain này, vậy nó hình thành một cái tree đúng không? Rồi, còn cái con forest root của mình nãy nó có bốn cái tên gọi ha. Cái tên của nó là root of forest hay là root of tree hoặc là first domain of forest hay là first domain of tree. Đều là chung là mình gọi là con forest root. Vậy bạn thấy nó có rất là nhiều cái tên gọi nha. Rồi, đây là first domain of forest ha, tức là domain đầu tiên của rừng đúng không bạn? Cái tree đó là tập hợp những domain share chung một cái tên liền kề ha, nó share chung một cái tên và cái tên này nó phải là phân biệt, nó gọi là contiguous name, tức là nó phải cùng cái domain này nè, nó phải cùng cái domain này, nó phải cùng cái domain này ha, tức là nó phải cùng chung cái tên liền kề, thì đó mình gọi là cái tree. Domain là gì? Nó là một cái miền, nó là một nhóm người dùng phải không? Rồi máy trạm, rồi thiết bị, máy in, máy tính nữa, cơ sở dữ liệu đó. Và có thể bao gồm nhiều cái miền con trong đó nữa. Thì đó mình gọi là gì? Domain à, mà trong đó nó quản lý tài nguyên. Mình hình dung trong một cái tập đoàn thì cái tree này nó là gì? Nó là các công ty trong cái tập đoàn đó đúng không? Trong công ty thì có công ty con phải không bạn? Rồi công ty mẹ gì? Nói chung là nó hình thành ra một cái tree đúng chưa? Thì U là cái gì nữa? Rồi đơn vị tổ chức, rồi, tức là nó lại chia nhỏ nữa ha, tức là trong domain đó nó lại có nhiều cái bộ phận phân bạc, nhiều bộ phận, nhiều phòng ban, và trong mỗi phòng ban thì nó lại có user riêng, có group riêng, có counter riêng, có main riêng. Rồi thì cái đó là OO. ADC à, hôm trước mình đang làm là con BDC à, BDC là Radio Domain Controller, đó là cái máy điều khiển vùng chính ha. Bây giờ ADC là viết tắt của gì vậy? Rồi Additional Domain Controller. Mình thấy đây là có một domain không? Đây là một domain. Rồi đây là hai domain con của domain này đúng không bạn? Còn domain này là additional domain. Vậy thằng này để làm gì? Để dự phòng cho domain này đúng không? Dự phòng cho domain này đúng chưa? Vì nếu mà con này chết thì mấy con này nó đâu vô được, phải không bạn? Vì cái logo catalog này nằm đây mà, thông tin đều nằm đây hết mà. Con này mà chết thì mấy thằng này nó đâu có lấy thông tin được từ con này, thì có nghĩa là mấy con này không hoạt động được, phải không? Đó là giờ phải có một cái con dùng để dự phòng cho con này. Rồi, vậy giờ nói về Matteron. Trong AD nó có 5 Matteron. Matteron thứ nhất nó gọi là Forest Wide Matteron ở cấp độ Forest. Còn cái ron thứ hai gọi là Domain Wide Matteron, tức là cái vai trò ở cấp độ domain. Cấp độ domain là ở cấp độ công ty thôi phải không? Còn cấp độ Forest là ở cấp độ gì bạn? Ở cấp độ tập đoàn ha, mình hiểu là cấp độ nó lớn hơn ha. Vậy ở cấp độ công ty, nó ở cấp độ domain đi, thì mình có một cái Matteron, đó là BDC. BDC đó là Rivalry DC á ha. Rồi, nó có một cái ron nữa, nó gọi là RID Master, nó gọi là Relative Identify Master. Rồi, và một cái nữa là Infrastructure Master ha. Tức là ở cấp độ domain thì mình có ba cái Matteron. Rồi còn ở cấp độ forest thì mình có hai cái Matteron, đó là Domain Matteron và Sima Matteron ha. Rồi giờ mình sẽ đi vô chi tiết của từng cái Matteron này. Thì đối với cấp độ ở domain á, domain wide Matteron đó, mình có một cái là BDC ha. Thì cái chức năng của con BDC á, BDC là nó dùng để đồng bộ thông tin giữa những cái domain controller. À, nhưng mà nếu đồng bộ thông tin thì nó ưu tiên nó đồng bộ cái password trước nha, rồi những thông tin còn lại, ví dụ mình tạo ra một user thì có rất là nhiều thông tin user phải không, nhưng mà khi đồng bộ thông tin thì nó ưu tiên nó đồng bộ password trước, rồi có thể nó đồng bộ những thông tin khác của user sau ha. Đây, nhưng mà cái thằng BDC này á, cái domain nào cũng có, riêng con ADC cũng có. Ủa, vậy mình thấy nó hơi mâu thuẫn không ta?
có mâu thuẫn không? Con này nè, nó không có BDC, vậy mình nói con này là nó bắt cúp con này về phải không? Vậy nó không có BDC, dở con này hư thì con này làm sao chạy được, phải không? Mà con BDC là nó nắm giữ thông tin phải không bạn? Vậy làm sao là lúc đó con ADC nó có BDC? Rồi làm sao để nó có được ha? Chứ mặc định là con ADC cũng có nha. Relative master role đó là relative identify master role. Thì cái role này ở cấp độ domain đúng không? Thì cái role này nó quản lý SID của tất cả các đối tượng. Khi bạn tạo ra một đối tượng, ví dụ mình tạo user thì cái đó nó là một đối tượng phải không bạn? Thì nó sẽ có một cái SID. SID đó là security identify, tức là một cái mã bảo mật cho đối tượng đó. Rồi, và mỗi user đều có một cái SID khi mình tạo ra user đó. Và nếu mà mình không có cái SID đó thì mình không thể nào mình quản lý được cái object đó trong AD ha. Mình không quản lý được đối tượng đó trong AD. Tức là mỗi một cái đối tượng khi mình tạo trong AD thì nó bắt buộc nó phải có SID. Nếu không có SID thì mình không quản lý được nó. SID object nó sẽ bằng SID object cộng với RID của domain. Đây. Tức là cái security ID của một đối tượng bằng cái security của đối tượng cộng với cái RID của domain. Nhìn công thức đó hiểu không? SID là gì? SID là cái mã số qua mặt của user đó trong domain phải không? Còn cái RID là gì? Relative Identify ha. RID đó là gì? Đó là cái định danh của user đó trong cái domain nào phải không? Tức là mình tạo user thì phải biết user đó của domain nào chứ. User khi bạn tạo ra là nó có cái SID là định danh riêng của nó rồi. Nhưng mà mình biết user đó của domain nào chứ. Công ty bạn có rất là nhiều domain. Và làm sao biết bạn là đang là nhân viên của công ty A, thằng đó trong tập đoàn cũng là nhân viên vậy, nhưng mà nó là nhân viên của công ty B, của tập đoàn đó vậy, của domain đó vậy. Lúc đó là mình phải có cái gì? Mình phải có cái R gì? Phải có cái ID phải không? Bây giờ thằng nào cũng có ID gì sao phân biệt được thằng nào là ở công ty nào trong tập đoàn đó? Nó phải cho biết thêm cái RID nữa chứ, phải không? Hình như không bạn? Hiểu không? Vậy cái thằng master role RID nó quản lý cái gì? Without RID master thì bạn không thể nào bạn manage object in AD ha. Những nghĩa là sao? Nếu mình không có RID thì mình có quản lý được user không? Có quản lý được nó không? Không được phải không bạn? Do cái RID mục tiêu là để quản lý những cái đối tượng trong AD. Nếu mình không có cái này thì mình không có quản lý được cái đối tượng đó ha. Một cái người mà không biết nó làm công ty nào trong tập đoàn thì làm sao quản lý nó? Do đó mục tiêu của RID là để mình quản lý cái đối tượng đó ha. Nếu mình không có RID mình không quản lý được nó. Tức là một cái user phải có RID. Nếu mà nó không có RID không quản lý được. Ngoài thực tế có nào mà có cái cách nào quản lý giống này không? Cái biển số xe mình á là cái số xe là cái SID phải không? Còn cái mã tỉnh của mình á là cái RID đúng không? Rồi, vậy nếu không có cái RID đó làm sao biết xe đó ở đâu đi quản lý? Phải không bạn? Thì một cái đối tượng trong AD của mình cũng vậy, là nó phải có hai cái định danh, một cái SID và một cái gì? RID ha, để biết là user đó là ai, rồi nó nằm ở domain nào đúng không? Rồi đó, do đó cái R master là nó quản lý cái chuyện đó, tức là nó đi cấp hai cái định danh này cho user. Nhưng mà vậy thằng nào có cái quyền này, thằng nào nắm cái role này là được quyền làm chuyện đó. Cái server nào á? Rồi hiểu cái R ID master role chưa? Rồi nó có một cái nữa là instructor master role. Instructor master role dùng để quản lý việc di chuyển đối tượng từ domain này sang domain khác. Nếu không có instructor master role thì bạn không thể nào di chuyển một đối tượng từ nơi này sang khác được, hoặc là từ một cái u này sang một u khác. Vậy thằng này nó giống như thằng nào? Rồi ví dụ phòng nhân sự phải không? Giờ bạn muốn đang làm phòng ban này, bạn muốn di chuyển qua phòng ban khác bạn làm thì phải thông qua nó không bạn? Nó cho mình biết được chứ. Dù mình đang ở phường này mình muốn qua phường khác đâu được, phải lên xin chứ, phải xin giấy phép rồi chứ tự nhiên di chuyển qua phường khác ở ai cho? Rồi vậy là một cái domain ha, một cái đối tượng nó muốn di chuyển từ domain này qua domain khác đó, nó phải được thằng này cho phép không bạn? Vậy nếu mà không xin thằng này nó không cho thì mình không đi đâu được hết, mình không có di chuyển được ha. Rồi do đó cái thằng mà nắm giữ cái instructor master role này nè là có vai trò quản lý cái việc di chuyển những cái đối tượng giữa các domain đúng không, hay là giữa các u với nhau ha. Mỗi một domain đều có ba cái master role này hết, trừ cái con IC không có ba role này. Ủa kỳ ta,
con AC là con backup mà ba role này quan trọng không? Mà nó không có vậy sao, lỡ con kia chết sao? Rồi, vậy giờ mình phải có cái thao tác truyền role không? Mà lỡ con kia nó chết ngang rồi sao truyền? Đúng rồi, chưa kịp truyền là nó chết ngang luôn. Ông vua ông chưa chuẩn bị ông truyền ngôi cho em ông, rồi tự nhiên ông lặn đùng ra ông chết. Tại sao thằng em lên làm vua đây? Sao lên được bạc? Là cả một vấn đề chứ phải đơn giản không? Nó muốn lên lên đâu, đúng không? Nếu mà ông vua đó ổng còn sống, ổng tự ổng truyền thì ổng nói nha, dù con BDC nó đang sống, nó tự truyền ba cái role này qua con IDC thì con BDC mắc ba role này vậy, thì con IDC nó lên được BDC, thì chuyện đó là rất là đơn giản bình thường. Nhưng mà nếu mà cái con BDC nó chết ngang thì nó đâu kịp truyền ba cái role này qua con IDC, mà con IDC nó không nắm role này thì thua rồi, đâu có quản lý gì được, phải không? Tất cả các tượng đều nhờ ba cái role này quản lý mà. Nếu mà con BC mà chết ngang là sẽ có vấn đề ha. Giống như mà ông vua mà tự nhiên chết ngang cái là sẽ có chuyện, không bạn? Giờ vấn đề là ai lên làm vua là chuyện đó là cả là một vấn đề, không? Tranh giành nhau, không? Do đó là chút xíu nữa mình sẽ có cái thao tác là đi giật quyền ha. Nó gọi là đi cướp quyền, đúng không? Tức là nếu mình muốn lên BDC mình lúc đó là mình phải đi cướp quyền. Nó gọi là đi giật quyền á. Còn nếu mà trao quyền bình thường thì chuyện đó dễ ha. Trao quyền bình thường chưa chết, trao bình thường vậy. Còn giờ nếu mà nó chết rồi phải đi giật quyền ha, tức là phải đi giật ba cái role này. Mình phải nắm được ba cái role này thì mình mới quản lý được những đối tượng trong cái AD của mình. Rồi, thì chút xíu mình sẽ nói những thao tác đó. Dù thao tác giật quyền là gì, còn thao tác trao quyền là gì ha. Ở cấp độ forest là cấp độ rừng hơn. Nó chỉ nằm ở trên con forest root thôi. Tức là chỉ có con forest root, tức là cái con xây dựng đầu tiên trong AD, phải không bạn? Nó có hai cái role ha, đó là cái role là Dominion Master role và cái role là Sima Master role. Đây, cái role Dominion Master role á là nó quản lý các domain controller bên trong forest, bên trong rừng. Rồi. Nếu bạn muốn có cái domain thứ hai thì bạn phải đăng ký với nó. Bằng ngược lại bạn không thể nào có được một cái domain. Vậy này quản lý gì ta? Dominion Master role này quản lý gì? Vậy giờ nếu mình muốn tạo ra một domain controller mình phải lên sinh này, đúng không? Thì lúc đó mình mới tạo domain mới được. Tức là mình muốn có một cái domain mới thì phải được này cho phép, thì mình lúc đó mình mới tạo ra được một domain controller mới, còn không thì mình không tạo được. Phải không? Vì này nó quản lý cái việc cấp tên domain mà. Master của thằng domain có là nó quản lý cái việc cấp tên domain. Phải không? Giống như giờ mình muốn mở công ty thì mình phải lên đâu mình xin? Rồi, nói chung mình lên cái chỗ nào mà nó được phép, cấp giấy phép mở công ty, không bạn? Điểm đó mình mới mở được. Giống như giờ tự nhiên giờ mình muốn trong domain mình có một con domain mới nữa, giờ mình phải lên thằng này mình xin nó cho phép mình mới được có con domain mới này, mạnh ha. Do đó là nó phải nằm ở cấp độ là forest firm, tức là nằm ở cấp độ tập đoàn, mình hiểu vậy. Tức là thằng nào muốn ra công ty mới thì phải lên nó xin ha, phải lên nó xin thì nó mới cho mình ra được cái domain mới. Rồi, cấp độ là Sima Master role. Vai trò Master role Sima. Bữa hôm mình nói rồi, Sima Sima thì nó chỉ lưu ở con forest root thôi, phải không? Khi bạn tạo ra một đối tượng, mọi thông tin thuộc tính của đối tượng đều nằm ở con nào? Đều nằm ở trong cái Sima, ở con forest root, đúng không? Nếu mà thằng nào nắm được cái vai trò của Master role này nè, nó có thể tạo object cho AD và nó có thể quản lý object cho AD, có nghĩa là nó có thể xem tất cả thông tin của user được không? Nó có thể truy xuất được tất cả thông tin của user, phải không? Tức là bạn tạo ra một đối tượng là có bao nhiêu thuộc tính lúc mình tạo user đó, thì tất cả thông tin nó nằm trong Sima. Vì thằng nào quản lý này thì nó sẽ coi được hết cái đó, và nó có thể tìm kiếm thông tin, nó truy xuất thông tin của mình. Rồi, vậy này cấp độ rất là cao, không? Cái quyền ở cấp độ forest mà. Ba cái domain đầu thì con nào cũng có nha, con nào cũng có, nhưng mà hai cái domain này chỉ có con forest mới có thôi. Đây là một cái hình minh họa. Bạn thấy á, là cái con forest root là có ba cái role này, nhưng mà nó có thêm hai cái role này. Còn những cái con child domain là domain con thì chỉ có ba role này thôi, không có role này. Cái con tree domain mà có quan hệ với công ty của mình thì cũng chỉ có ba role này thôi, không có cái role này nha. Con ADC không có role này hết. Thấy kỳ kỳ không ta? Con ADC là con backup mà không có role nào hết, lấy gì quản lý ta? Con ADC không có role nào hết. Mà nãy mình nói là con ADC là con dùng để backup thôi. Vì sao nó backup được? Thì có hai cách. Một là cái con forest phải trao quyền cho con nào?
cho con NDC phải không? Nếu mà con Forward nó còn đang sống nó trao thì dễ ha, tức là hàng này nó sẽ trao 5 cái Matron của nó qua cho này bằng bạc. Còn nếu mà lỡ con này nó chết ngang nè, là mình con này phải làm sao đi giật quyền của con này nè ha. Bây giờ giả sử cái con này á là mình chạy lâu ngày mình thấy có vấn đề gì đó, hoặc là mình cần nâng cấp server này lên phải không, thì giờ mình phải mua con mới về mạnh hơn không bạn. Vậy làm sao là mình chuyển toàn bộ thông tin này qua con này, nếu con này còn sống thì dễ chuyển qua một cái con mới to mạnh hơn không. Nhưng mà nếu lỡ con này sao bạn, nó chết ngang đúng không, thì mình phải mua server mới mình dựng lại, nhưng mà không lẽ phải làm lại từ đầu. Vậy làm sao phải chuyển toàn bộ thông tin của domain này về con này phải không? Đó là một cái vấn đề không phải đơn giản ha. Tức là lỡ nó chết ngang á, làm sao mình chuyển toàn bộ thông tin domain nó về con NDC được. Nếu mà trao quyền thì dễ rồi ha, còn đi giật quyền, giật làm sao hết được mấy cái ron đó về mình thì nó sẽ hơi căng chứ không phải đơn giản ha. Tức là phải làm qua rất là nhiều thủ tục phải không bạn? Bây giờ giống như mà ông vua ông chết ngang mà ông chưa kịp trao quyền, mà ông em muốn lên làm vua là phải qua rất là nhiều thủ tục thì mới lên được chứ không phải đơn giản. Còn nếu mà ông kia ông ký giấy trước khi mất gì đó ông trao thì là xong không bạn, không cần phải làm gì hết. Còn nếu mà nó chết ngang là hơi mệt đó, mình sẽ làm trong trường hợp là nó còn sống nó trao thì dễ hơn, còn nếu mà nó chết thì làm sao đi giật được mấy cái ron này nó sẽ hơi phức tạp ha.